Xin chào các bác, em lên sóng mở màn con Lykin đồng hồ vuông trong cái lô hàng mới các bác nha. Lô hàng mới em vừa về, toàn bộ hàng trắng đẹp. Đây là con Lykin đồng hồ vuông mã số 1 ạ. Tình trạng máy nguyên bản 100% luôn, vỏ nguyên bản các bác nha. Bên em lần này nhập lô hàng này về toàn hàng loại chọn, vỏ trắng đẹp nguyên bản. Cho nên các bác nhìn nó sẽ rất là thật màu, nó vỏ nguyên ạ. Về bên em chỉ lau mỗi cana thôi, đánh bóng tháo ra, vệ sinh sạch sẽ bên trong ruột. Đấy, hạng mục gì cần kiểm tra làm đến thì bên em sẽ làm kiểm tra hết tất cả. Bao zin cho các bác toàn bộ nhé. Bên mạch tất cả mọi thứ nguyên bản hết, không sửa chữa gì. Vì bên em là về tự dọn mà, cho nên là bao cho các bác yên tâm là không phải lo về sửa chữa gì nhé. Một con Daikin đồng vuông mã số 1. Nước đầu các bác toàn hàng đẹp thôi. Đầy đủ tính năng hẹn giờ. Tắt bật đèn nha các bác nhé, hoặc là các bác giữ 2 giây thì là khóa trẻ em. Đấy, giữ đây. Con này thì khỏi phải bàn về độ vip của nó rồi, hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Chế độ bù ẩm nhé. Tắt bật ion. Chế độ lọc khí. Hai công nghệ Timo là công nghệ độc quyền của Daikin các bác nhé. Đấy, báo phần trăm độ ẩm này, cảm biến báo bụi báo mùi này. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên duy nhất dòng Daikin có nhá. Đây, các bạn này rất mới luôn, thành timer khử khuẩn này rất mới này. Và đặc biệt là cái con này đi theo một cái chiếc màng HEPA zin theo máy ấy, còn rất mới. Đấy, bác nào không thích màng này thì em thay màng mới nhá. Thay màng mới và giá cả thì vẫn giữ nguyên, chứ không phải thay màng mới thêm tiền. Màng này em sẽ lắp cho các bác nào thích màng zin. Đấy, màng này rất mới luôn nhá. Đấy. Tất cả những màng nào đủ tiêu chuẩn bên em mới để lại, còn màng nào mà cảm thấy kém chất lượng thì đương nhiên là phải bỏ các bạn. Mình bán mình phải có trách nhiệm với các bác, chứ không phải là mình bán lung tung hàng xấu hàng kém vào đấy được. Đấy, màng rất đẹp các bác nhé. Các bác nào không thích thì các bác khi mua cứ báo em thay màng mới nhé, giá tiền vẫn như vậy thôi. Đấy, trước này em bán là 2,6 triệu nhé, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, đã đổ biến áp điện 220V rồi. Các bác ở xa mua thì các bác vui lòng đặt cọc trước 500 nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt. Đấy, còn bác nào mà chuyển khoản hết cho em luôn thì em bao ship toàn quốc luôn. Các bác yên tâm nhé, các bác vào kênh của em bán rất là nhiều hàng. Đấy, các bác mua liên tục, các bác chuyển khoản hết cũng rất là nhiều. 50% các bác mua hàng của em đều đa số chuyển khoản hết. Đấy, còn 50% còn lại là các bác đặt cọc 500. Đấy, thì các bác yên tâm hoàn toàn luôn, với kênh em bán hàng không bao giờ có cái chuyện là lấy của các bác 500 để làm giàu đâu ạ. Các bác yên tâm nhé. Bình nước này, màng tàu ẩm còn khá đẹp thôi nhé. Một con Daikin đồng hồ vuông sản xuất 2012, ACK70N75W nhé. 2,6 triệu hành 1 năm. Các bạn ở đây các bạn luôn nhé. Chào các bạn.